một ô tô 4 chỗ đã hút văng xe máy làm một nam thanh niên bị thương nặng và nhập viện cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm hôm qua 21 tháng 3 tại ngã tư Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, thuộc địa bàn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cú tông mạnh làm nam thanh niên và xe văng gần 50m và bị thương khá nặng. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, nam thanh niên điều khiển xe máy đã vượt đèn đỏ.